Rồi, hello, chào cô chú anh chị và các bạn gần xa đã đăng ký và theo dõi kênh YouTube của Mỹ của tôi em nha. Đó thì hôm nay thì mô tô khách nhà thanh lý cũng kéo đến mua rất là nhiều ha. Chốt một em Ninja 3 đó, vừa mới đi. Đấy anh chị nha. Thì đặc biệt thì hôm nay em sẽ review cho anh chị mình đó, đối thủ Z8 nha anh chị. Vừa mới về luôn anh chị nha. Thì địa chỉ cửa hàng là số 5 Lý Thường Kiệt, Chí An, Bình Dương nha anh chị. Xe máy của anh Phong chuyên mua bán và cho đổi những dòng mô tô phân khúc lớn cho đến phân khúc nhỏ cũng có luôn anh chị. Đợt này thì sẵn đây mình giới thiệu luôn, đợt này thì cửa hàng cũng là thanh lý xả những cái dòng 150 giảm mạnh nha anh chị, 2.9 triệu một xe đấy, 150. Còn đặc biệt thì phân khúc lớn thì cũng có giảm mạnh luôn nha anh chị. Anh chị có nhu cầu thì cứ liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp em nha. Hôm nay thì chiếc Z8 này vừa mới về thì em ra tư vấn chiếc Z này là đời bao nhiêu ha em. Lát mình sẽ cho em mình review đi thử nha. À, con này là đời 2016 em. Tí nữa cho em chạy thử chiếc này nha. Đấy, xuống Gia Lai. Con này là biển Gia Lai. Mới vừa về luôn anh chị, đang tháo ra để chuẩn bị mình rửa em nó ha. Nhưng mà chưa kịp rửa nên là mình xách ra mình review luôn. Anh em coi cho nó nóng nha. Em là 1 mét mấy? 1m6. 1m6 ha. Đó, 1m6 là cho anh em mình thử ha, thử ngồi một chiếc Z8 này như thế nào nha anh chị. 1m6 thì chung này ngồi thoải mái. Em 1m6 đó. Phải chống tí. Ok chưa? À, thì ngồi em thấy là như thế nào? Thoải mái không? Nếu mà mang giày vô nữa thì có lẽ là thoải mái. Con này đi được bao nhiêu? Con này đi được 17.304 cây. Đấy con chị hen, rất là thoải mái nha. Anh em nào mang giày vô tí nữa, mang sáu mang giày vô tí. Chở thêm người bạn ghế hay sau nữa là thấp xuống tí là thoải mái tí nữa. Rồi đâu em chạy thử cho anh em mình xem thế nào nha. Rồi chạy đi, chạy đi anh. Đấu lại ha. Ừ, ok. Em đảo qua đây được, qua bóng mát luôn. Thoải mái không? Rất là thoải mái. Mình đây là mình chạy nhón đó, nhưng mà mình đi lúc mình đi rất okay. Là thoải mái. Z8 nha anh chị. Đó, em là 1m6. Anh em trên 1m6 nó đi thì càng xuôi nữa. Mình là 1m6 chân ngắn đó. Ok vô anh chị. Về phần máy móc thì cửa hàng mình cũng có bảo hành đầy đủ ha. Bảo hành đầy đủ. Về phần trả góp thì cửa hàng cũng có hỗ trợ luôn đúng không? Hỗ trợ cho anh em tối đa là 40 triệu. Lại bao nhiêu là anh em phải trả trước. Ok nha. Thì hiện tại cửa hàng mình giá chiếc này là bao nhiêu em? 163 triệu. Đời 2016. Thì giá cả thì đến cửa hàng thì anh em mình còn thương lượng gì nữa không? Anh em nào phải xem like. Tới đây nó là cái xem like của Mỹ đó. Em bớt cho anh em ít tiền lậu phí cà phê pháo. Ok ha. Đó thì mình chỉ hôm nay chỉ review chiếc xe này thôi quý chị. Quý chị có nhu cầu về những dòng xe nào thì mình cứ comment mạnh bên dưới cho em nha. Rồi em sẽ quay chi tiết và báo giá cho anh chị mình tương tự như cái chiếc xe này vậy nè. Đó, tỉ càng hơn luôn. Đó, anh chị có nhu cầu thì mình cứ liên hệ giúp em nha. Và anh chị nào chưa đăng ký kênh á và hãy bấm vào nút đăng ký để theo dõi ủng hộ mình nha. Để có động lực mình làm thật là nhiều video hay cho anh chị mình xem về những dòng mô tô nha quý anh chị.
Đấy. Thì mình xin nhắc lại là cửa hàng hôm nay cũng thanh lý một số dòng xe 150 á quý anh chị, giảm cho đến là 2,9 triệu một xe nha quý anh chị. Đấy, cửa hàng ở địa chỉ là số 5 Lý Thường Kiệt với An Bình Dương nha quý anh chị nha. Đấy, và số điện thoại thì chi tiết em có để trên màn hình luôn. Đó, thì mình sẽ nói lại là cửa hàng xe máy của anh Phong nha quý anh chị ở Dĩ An. Rồi, ok. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video. Hẹn gặp quý anh chị trong những video tiếp theo.